My ơi là My. Bây giờ ngày mai diễn mà giờ em còn bị chấn thương vậy là sao diễn? Có như nó làm cũng không xong thì em làm được cái gì bây giờ hả? Không làm được thì khỏi làm. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai. Ai cũng một thời trẻ trai, cũng từng nghĩ về đời mình. Không, chắc mình nè. Tôi giao cơm, cho xin tiền cơm. Gặp thư ký lấy. Không phải thư ký. Không. Vậy chú em là trưởng đoàn. Ồ, em chào trưởng đoàn. Ồ, trưởng đoàn muốn mà bụng bự dữ. Kể tôi. Nói nghe nào. Gì? Trưởng đoàn á, Quy Quyền á. Ờ. Con bé bị chấn thương rồi. Nhìn không thấy gì. Nó không múa được, để tôi múa cho. Sam, giỡn hoài. Trời ơi, đừng coi thường tôi nha. Ta giao cơm nơi này, ai ai cũng có phần. Cơm ăn ngon thì ta phải giỏi chiên xào. Cho thêm vô ít hành, cho thêm vô ít đường. Ta xào lên mạnh tay là ta đã thấy thơm rồi. Ai ai ăn qua cũng khen ngon. Cơm ta nấu ra đem vào liền. Mời ông, mời anh, mời cô, mời em vào đây nghỉ ngơi để tôi chia phần. Cơm của cô đây gà, cơm của anh ký xương. Cơm mà không đậu chua thịt kho là của anh này. Cơm ba rau cô nè, cơm canh chua anh kìa. Cơm mà cho nhiều canh xương ngon là của hậu đài. Ai ai nơi đây cũng ăn ngon à. Ta vui khi ai cũng tươi cười. Mời ông, mời anh, mời cô, mời em vào đây nghỉ ngơi để ăn cơm nào. Ồ, nhìn ông anh múa cũng giống như có dân có nghề ha. Tôi múa được vậy thì cho tôi thế đi. Thôi, tin tôi đi. Tôi điên tôi mới tin ông á. Ông điên mới tin tôi. Tôi có người thế rồi. Ai thế? Quên đâu. Dạ. Ủa anh kêu em chi nữa? Vũ đoàn chuẩn bị tập lại. Quỳnh Thế Sammy. Vũ đoàn tập lại Quỳnh Thế Sammy. Ngày mai Thạch Thảo về múa. Ngày... cái gì rứa? Cái gì mà ghê rứa? Cái tiếng lòng tao cười thẳng vô mặt mày đó. Trời đất ơi, chưa dễ mà tự hào. Alo, chú đóng tiền rác đầy đủ mà sao rớt miếng con không hốt? Đứng đây làm gì đó? Ngày mai á, kêu Thạch Thảo lên, mai sáng tập, tối diễn luôn. Em cái gì? Cô biết á, vì cái chân của cô mà cả đời này mất biết bao nhiêu thời gian không hả? Bây giờ á, có người thế rồi, cô nghỉ đi. Tôi không có làm cái gì chập điện nha. Tại chú hết đó. Tại chú mà bây giờ tôi không múa được nè. Sao tại tôi? Tôi sẽ không múa nữa đâu. À? Tại nó hết. Tại nó. Trời ơi, canh tôi đút tay vô nè. Nè, vui lên, phấn chấn lên. Chú kể một câu chuyện buồn cho nghe. Tôi không nghe đâu. Nhưng mà chú vẫn kể. Cách đây khoảng 10 năm về trước, có một cô gái đang đi xe 4 bánh. Trong cái vỏ của cô gái đó có tiền tỷ. Một tên cướp xuất hiện. Tên cướp xuất hiện thì sẽ giải quyết như thế nào? Tưởng tượng đi. Đứng lại. Đưa cái giải cho tao. Có gì đâu la dữ vậy con. Sau khi mà chàng thanh niên bị chặt chân xong, anh ta vẫn sống tiếp tục yêu đời mạnh mẽ nhờ nghị lực của mình. Chú đừng có kể mấy câu chuyện trên mạng nữa, còn nghe đâu. Ai nói câu chuyện trên mạng? Chuyện của chú nè. Tao không có mùa. Bi kịch là vô nhạc hả? Chú, con chỉ mới chật chân có chút xíu à. Vậy mà con may mắn hơn chú. Bởi vì chú mất một cái chân, mà người mất một cái chân như chú lại may mắn hơn người mất hai cái chân, mà người mất hai cái chân lại may mắn hơn là người mất cả tính mạng. Thì cuộc đời này hỏi coi có gì đâu buồn. Mình ơi, vợ chú tới sư tử Hà Đông. Không được nói chú ở đây nghe không. Mình ơi, bao đời ruộng nắng cằn khô. Mình ơi, sớm khuya núi mẹ già
Mà làm cái gì vậy? Minh ơi! Minh ơi! Minh ơi! Minh ơi! Biết người ta khoái cái giọng ngọt ngào này mà cứ kêu hoài à. Tại mình á, ai biểu mình đi giao cơm lâu quá chưa về chi, em phải đi tìm mình thôi. Tại vì tôi giao cơm tôi phải đút cho từng người ăn. Cái gì? Tôi giao cho từng người ăn. Giao từng người ăn mà sao tới tận giờ này cũng chưa về? Thì tôi à, tôi phải giao lên trên lầu 7, rồi tôi nhảy xuống tầng 4, khốn đốn lên tầng 13, rồi tôi xà xuống tầng 6. À, xạo. Chuyện là vậy. Nó bị chật chân nhưng mà múa chính. Ông chủ lính quýnh quyết định đổi người, tắt hẳn nụ cười nó đầy hụt hẫng. Cái đầu nghĩ quẩn tự ái nó dâng cao, thấp giọng tràn trào khuyên bảo cỡ nào nó cũng không nghe. Nên tôi mới khoe chuyện của tôi nè, vượt lên chính mình chủ đề tư tưởng. Tư tưởng, tư tưởng cái mà tư tưởng. Xin tự giới thiệu với con, đây nhân vật chính cho câu chuyện của chú. Dạ em. Ủa, cô gái đi xe bốn bánh. Thì bốn bánh nè. Tập tiền tỷ trong túi. Lúc đó bà bán giấy số. Vậy còn chuyện đánh nhau thì sao chú? Đúng, tôi kể câu chuyện nghe mà nó tưởng tượng đánh nhau luôn bà. Nó làm tôi lợi hại ghê không? Nhưng mà con muốn biết tại sao mà bắt được cướp đúng không? Chú kể con nghe. Lúc đó là trời chập tối. Vé số đi, vé số, chiều số ra ơi anh trai ơi. Mua vé số coi. Dạ đúng rồi, mua vé số cho em đi anh ơi. Trời ơi, ngày mai là anh làm tại gia. Dạ. Mua vé giờ coi. Dạ vé giờ nè anh ơi. Cho mượn luôn cái vỏ coi. Dạ cái vỏ nè anh ơi. Ủa anh giật luôn anh ơi, trời ơi. Anh ơi. Tao thách mày trả cái vỏ lại cho cô đó. Xong rồi, mày giật lại. Rồi mày giật đi. Giật đi. Giật cái giật cái giật giật vỏ cái gì giật vỏ cái gì giật vỏ của vậy hả hả. Ê! Sau cú đạp đó, hắn lặng lẽ bỏ đi và chặt mất luôn cái chân của tôi. Anh ơi, cái chân anh có sao không vậy? Cô đang cán lên cái tay tôi. Anh ơi, anh có sao không? Cứu với mọi người ơi, cứu với. Cứu tôi với. Thế là chúng tôi kêu cứu trong sự tuyệt vọng. Nhưng ông trời không phụ người có lòng. Đúng tận 3 giờ sáng, cô lao công xuất hiện. Chị ơi, cứu em chị ơi. Dành lòng đông đưa chúng tôi vào bệnh viện. Dạ rồi. Sau sự cấp cứu chậm trễ đó, chúng tôi đã được nghe một câu nói rất quen thuộc của bác sĩ. Xin lỗi, chúng tôi được cố gắng hết sức. Cao! Anh ơi, tôi xin lỗi. Anh ơi, cho xin lỗi cái nè. Cô xin lỗi tôi à? Cô đi ra đây. Thôi mà. Tình nghĩa đôi mình chỉ thế thôi sao? Gặp gỡ chi rồi thoáng tựa chim bơ. Trời đất ơi, hát không nghe thôi mắc gì ngủ. Ai biểu hát cái gì mà ngọt dữ vậy? Vậy là anh tha lỗi cho em rồi đúng không? Lỗi phải gì đâu. Cái xui nó đến với tôi đâu phải là tại cô. Bây giờ tôi cũng khỏe rồi. Cô đi về đi. Em cũng muốn về lắm. Mà hình như là em bị đi lạc rồi đó. Lạc ở đâu? Trong trái tim anh. Khét rồi. Cô nghe một vị khét khét không? Chết cha, một vị khét vậy? Anh ơi. Chà. Trái tim tôi bốc cháy vì cô đó. Tôi có một chân à. Vậy là em... chúng tôi đã cùng bước đi trên một con đường hạnh phúc. Cho dù chúng tôi chỉ có một cái chân thiệt. Em ơi. Dạ ơi. Em
thích ăn gì không? Em không thích. Vậy em có thích coi phim không? Em không thích. Vậy thì em thích cái gì? Em muốn tự đứng lên đi chơi. Tôi chỉ có một cái chân mà bắt tôi tập đi cho những người mất hai cái chân nè. Khó nha. À, không muốn đi qua bên này. Lùi. Lùi hả? Dạ, lùi. À, bước tới. Trời ơi. Té rồi đây. Anh làm được. Anh múa thử đi. Anh múa hả? Chẳng biết đây là mơ hay là thật nữa. Thiệt. Kể lại múa quá trời múa. Đổ mồ hôi thiệt nè. Rớt nước mắt thiệt luôn. Vậy mà hỏi mơ thi thiệt. Tại đời bây giờ cái gì thật giả cũng lẫn lộn. Nó hỏi vậy là phải rồi, anh thông cảm cho con nhỏ đi. Nè. Thấy chú với lại cô. Được như ngày hôm nay không? Dạ. Tất cả là nhờ cô giúp chú vượt lên chính mình. Nhờ cô giúp chú giữ được cái đam mê của mình. Và nhờ cô đau quá bà đè lên chân tôi luôn. Ôi xin lỗi mình. Đỡ vậy nè, lên trên kia ngồi. Dạ. Nhanh lên. Con nên nhớ nè, chú làm được những chuyện mà chú thích, nhưng chỉ với một cái chân. Còn con, đam mê của con chỉ vì chật cái chân mà con bỏ sao? Hãy cố gắng đến khi kiệt sức. Và tôi chuyện của cuộc đời riêng tôi. Đó, bà thấy chưa? Dạ. Vậy à, là tôi đã giúp được một cô gái vượt lên chính mình.